Mình mới phát hiện ra một cách giữ nếp tóc rất là tốt luôn, không cần dùng đến hóa chất mà cũng không tốn tiền luôn. Đây là quả tóc của mình sau khi đã uốn được 2 tháng, nhưng mà nếp tóc ở phần mái của mình cứ phải gọi là vẫn rất là ngon ấy. Nhưng mà yên tâm, các bạn cũng không cần phải sấy tóc quá nhiều đâu. Gần đây mình có thói quen đeo bờm đi rửa mặt ấy, nhưng mà thi thoảng quên không tháo ra luôn. Và khi mà mình tháo ra thì mình nhận ra là tóc mái nó vào nếp một cách rất là tự nhiên luôn ấy. Tóc sẽ bồng bềnh tự nhiên, trông rất là đẹp luôn, mà giữ nếp rất là lâu luôn ấy. Nên là ở nhà trước khi đi đâu thì mình sẽ dùng một cái headband trông rất là cute thế này. Hoặc là buổi tối trước khi đi ngủ thì mình dùng khoảng 20 phút thôi. Còn nếu mà ra ngoài nhá thì mình sẽ đem theo một cái chiếc headband nam tính như vậy. Nói chung là vừa đẹp vừa tiện thế này, tại sao không thử đúng không?